chào quý vị khán giả, mình là chị Tin Bá Trần. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 6 của năm 2021. Hiện tại bây giờ là 17 giờ kém 10 nha quý vị khán giả, 17 giờ kém 10 là giờ của Việt Nam. Anh em lại tiếp tục hành trình phun thuốc diệt khuẩn cho khu cách ly của chợ Trần Văn Tôn, phường 2, quận 10. Và sau đó hành trình nó xong lại tiếp tục qua phường 13, quận 10, ở gần cổng Chí Hòa luôn, vô thẳng trong Chí Hòa luôn. Thì tất cả anh em của Hội Thiện Nguyện BDS, mình là chị Tin Bác Trần, xin đại diện tất cả anh em trong hội nói chung và nói riêng là cảnh tài xế, mình sẽ chúc cho quý vị khán giả một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và người thân. Và sau đó thì mùa Covid, bà con cô bác hãy nhớ thận trọng khi mình đi ra đường. Mình phải đeo khẩu trang, rồi xịt nước khuẩn giữa tay. Thận trọng, điều đó là tốt cho sức khỏe của mình, nên không có thể lơ là về vấn đề đó. Nên quý vị khán giả, bà cô chú và anh chị em cộng đồng hãy nhớ điều này ha. Còn anh em của bên Hội Thiện Nguyện BDS, thay mặt Tấm Sang xin chúc quý vị khán giả một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc. Rồi anh em chuẩn bị để sắp xếp lên đường tiếp tục phun thuốc. Cứ thế như vậy mà làm, cứ thế như vậy mà làm từ trong nhà ra tới ngoài sân. Cứ thế tôi làm từ sáng tới chiều, 24/24. Anh em không sợ dịch gì hết, cứ chỗ nào có dịch là anh em sẽ bước tới hy sinh và đuổi dịch cho cả cộng đồng của nước Việt Nam nha quý vị khán giả. Hãy cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, bye bye quý vị khán giả. Tiếp nối qua anh em khác. Con ăn gì được không? Vợ con đâu thấy cảnh này. Ô, xin chào cô chú anh chị, mình thương ơn trong và ngoài nước. Thì hôm nay anh em bên Hội Thiện Nguyện BDS lại tiếp tục hành trình phun thuốc nha cả nhà. Xin chúc cả nhà một buổi chiều thật là mát mẻ và hạnh phúc nha cả nhà. Hello, xin chào quý vị khán giả, xin chào tất cả mọi người. Thì anh em đến hẹn thì lại lên. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay anh em tiếp tục đi phun thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù có ai nói gì, làm gì, anh em không quan tâm. Công việc anh em cần làm là anh em phải làm. Thì hôm nay mấy thầy trò tiếp tục lên đường. Còn ngoài quý vị khán giả theo dõi mấy anh em đến những video sau, cùng đồng hành Hội Thiện Nguyện BDS phun thuốc tại bà con nhân dân quận 10. Yeah. Xin chào quý vị khán giả, thì hiện tại là mấy em cũng tới điểm phun thuốc rồi nha cả nhà. Điểm này là điểm hôm qua, là bây giờ sư phụ quanh lại phun thêm một lần nữa cả nhà. Bây giờ anh em đang chuẩn bị châm nước vô để phun nha cả nhà. Cái tay ai sạch thì lau cái kính nha. Xem mọi cái. Mấy nón chống độc rồi, mấy đứa nào có đưa nó phân xuống lâu không? Có, đem gọi thôi.
Dạ thì con mời cả nhà tiếp tục theo dõi hành trình phun thuốc hôm nay của mấy anh em con nha cả nhà, cùng sư phụ nữa. Yên tâm nha. Dạ thì con cũng xin nói với cả nhà một điều là tất cả mọi chi phí mà phun thuốc này kia là tất cả là do tiền của sư phụ ấp Bù Sang được bỏ ra phun, cứ không kêu gọi nha cả nhà. Cả nhà lưu ý giùm con nha, tránh trường hợp là ví dụ mà có người mà tạo nick giả cả nhà, kêu chuyển tiền đi phun thuốc lấy danh của sư phụ con thì cả nhà không nên nha cả nhà ơi. Tủ động ẩn với lại bánh tên đi đi cái tủ động đi cái lầu 3 trước nha, đi cái lầu 3 xong rồi bắt đầu xuống đánh lầu 2 thì đổi tô tới là tèo với lại tín liệu nhé. Lầu 1 thì đang nhỏ để nhỏ với lại bắt giới em đi đầu cái nhà. Làm khu vực cách ly đã làm rồi. Thì bây giờ á bước qua cái sợi dây hàng rào á, rồi dặn lại lần nữa nha, để mà đảm bảo sức khỏe cho mình. Khi bước qua khỏi hàng rào là không có được đứa nào là tháo nón nè, kính nè, tháo khẩu trang nè, dù có khó thở cũng gắng cố gắng giữ chạy ra ngoài này thở, chứ không có được đứng ở trong đó tháo ra để mà lỡ nha. Thì bây giờ cái tour đầu tiên hận với là bên tin đi á là vô cái nhà mà có bị ca mà đã dương tính á, xịt trước hai ca dưới đất trước, hai cái nhà dưới đất trước, xong rồi tập trung lên trên lầu 3, đi hết cái dãy lầu 3 xong rồi thay thế qua cái ca thứ hai là Tony với lại còn tín liệu là đi lầu 2, xong hết tới lầu 2 rồi bắt đầu tới cái lầu 1 đó là bắt giới với lại đi nhỏ, xong rồi nó xuống là qua dãy chung cư khác, qua cứ thế mà xe tour vào qua bên chợ, xịt hai cái khu chợ đằng trước ở trên với chợ cũng dưới này là xong rồi, dứt điểm ở cái phường bên đây rồi mình sẽ đi qua bên cái chỗ mà qua cái chỗ phường 13 nha, rồi nắm rõ nha.
Dòng máu đỏ tươi
sau mấy tiếng đồng hồ thì mấy anh em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ ở khu cách ly chỗ phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thì mấy anh em công tác khử khuẩn ở đây là 2 ngày liên tục. Thì ở đây thì cũng có rất là nhiều mấy ca dương tính rồi. Cho nên khu vực này thì là cái khu vực có điểm chợ. Cùng mấy anh em đã 2 ngày liền để hỗ trợ đây, bây giờ đã cuối cùng đã hoàn thành. Bây giờ mấy anh em tiếp tục lên đường đi qua cái khu cách ly của phường 13. Bây giờ nơi này cũng là một cái nơi mới vừa bùng phát cách ly, được cách ly tối ngày hôm qua, thì cho nên thì mấy anh em cũng tranh thủ gấp rút qua bệnh hỗ trợ tiếp. Thì cũng đêm nào cũng như vậy, thì mỗi buổi tối xuống là giống như là những con ma xuất hiện về đêm vậy đó cả nha. Đi giờ này không à, cho nên nó phường cảm ơn anh. Dạ thôi cảm ơn Phượng, chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn. Thì gắng cố gắng để mà chống chọi cuộc chiến này. Dạ. Mấy anh em cũng rất là cực. Dạ. Ở đây mấy anh em họ từ nhà đá từ góc công xíu nhỏ thôi. Còn phần còn lại mấy anh em còn cực gian nan quá. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ, chúc tất cả tiến bộ của phường mình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bạn cảm ơn. Thì rất là cảm ơn đây là chủ tịch phường Nguyễn Văn phường phường Hai thay lại cho bà con nhân dân thì gửi lời chúc đến cho tất cả các tuyến đầu trong công tác chống dịch thì luôn giữ vững được niềm tin, giữ vững được sức khỏe và tiếp tục trong cuộc chiến này. Và không quên bà con chúng ta hãy nên xem những cái thông tin cùng với là chính phủ đóng góp cái chương trình vaccine thông qua cái số đầu số chính phủ đã cấp ở trên thông tin mạng á, quý vị tránh trường hợp bị giả mạo, cho nên chúng ta phải tra cho nó kỹ. Thì cái này sang quên cái vấn đề đầu số rồi, để bữa nào sang làm cái clip để chỉ quý vị, thì chúng ta cùng nhau để mà nắm tay nhau để mà cùng với nhà nước chống được cái dịch Covid đẩy lùi nó, để trả lại sự bình yên cho cả nước là cái điều đó rất là hạnh phúc. Tê bay, tê bay, tê bay. Rồi cảm ơn anh nhiều ha.